Minasan, konnichiwa. Tiếp nối series bài giảng học tiếng Nhật về cách chia các thị động từ. Hôm nay, Danala xin được giới thiệu với các bạn video về cách chia động từ thể nai. Trong giáo trình tiếng Nhật sơ cấp Minano Nihongo, động từ chia giữa thể nai mang nghĩa phủ định và là một trong những thể động từ được sử dụng rất là phổ biến. Vì vậy, hôm nay hãy cùng Danala ôn tập lại cách chia động từ thể nai nhé. Dewa, hashimemasho. Đầu tiên là cách chia đối với động từ nhóm 1. Đối với động từ nhóm 1, ta sẽ chuyển âm cuối thuộc hàng I thành hàng A, sau đó thêm nai. Ví dụ, kakimasu thành kakanai, hanashimasu thành hanasanai, kaimasu thành kawanai. Chú ý, có một động từ đặc biệt, đó là arimasu thành nai.